Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng các bạn không bị cài rô vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Trong phần 1 của series Ark vs. Thực tế, chúng ta đã tìm hiểu về con khủng long ăn thực vật lớn nhất trong game. Vậy thì trong phần 2, tại sao chúng ta lại không tìm hiểu về con khủng long ăn thịt lớn nhất trong game? Là khủng long nào thì chắc các bạn game thủ chân chính cũng đã biết, Giganotosaurus. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu Giganotosaurus trong game khổng lồ thế nào, bá đạo ra sao và so với phiên bản đời thực của chúng giống và khác nhau ở những điểm gì nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Gigan trong Ark đến từ bình luận của một bạn người xem dưới video giới thiệu về Gigan của Mê Khủng Long TV. Đó là theo nghiên cứu lâu năm của bạn ấy thông qua Ark Survival Evolved, thì trong tự nhiên Gigan là bố của T-Rex. Ở dưới có một bạn bình luận thêm, Gigan tự nhiên cấp 1 có thể cần 2-3 con T-Rex. Tôi kiểu, oh wow, Giganotosaurus trong game 3 đến vậy à? Còn trên trang Dododex, một trang chia sẻ các gợi ý trong game Ark có một gợi ý như sau. Khi gặp Giganotosaurus, cách dễ nhất để trốn thoát là quăng Bola thằng cùng bộ tộc đi cùng bạn và chạy để tranh thủ thời gian nó đang ăn thịt thằng kia. Tôi lại tự hỏi, con khủng long này nó bá đạo như thế nào để khiến bạn phải huynh đệ tương tàn, hy sinh đồng đội của mình để chạy thoát thân vậy? Trang fandom của Ark ghi nhận, Giganotosaurus là con khủng long chân thú mạnh nhất trong game với nhiều chỉ số thuộc hàng top. Xét về lượng máu thì nó chỉ đứng sau thần Titanosaur được đề cập trong video trước, 80.000 so với 230.000. Sát thương cơ bản cũng vậy, của Giganotosaurus là 500 thì của Titanosaur là 1.000. Tuy nhiên, tốc độ di chuyển của Giganotosaurus là nhanh nhất trong số các sinh vật trong game, khi di chuyển cơ bản trên mặt đất là 1.500 và khi bơi là 625. Điểm mệt mỏi của nó cũng rất cao, 10.000 so với 25.000 của Titanosaur, một con vật bền bỉ và dai sứt. So sánh với một con khủng long nổi tiếng khác trong game là Rex, chỉ số của Gigan hoàn toàn vượt trội. Máu cơ bản của Rex chỉ là 1.100 còn sát thương cơ bản là 62. Về mặt kích thước thì Gigan trong game cũng hết sức đáng sợ khi nó là sinh vật trên mặt đất to thứ 6 trong game, chỉ sau King Titan, Rockwell, Ice Titan, Forest Titan và Titanosaur. Nhìn bằng mắt thường thì nó to gấp 3 lần Rex và gần như bằng về kích thước với Brontosaurus, một con khủng long cổ dài khổng lồ khác. Dễ hiểu vì sao mà một con Gigan có thể cân 2-3 T-Rex một cách dễ dàng như các game thủ bình luận. Tuy nhiên, thông số cũng chỉ là một phần, còn hành vi của con khủng long này mới là thứ khiến nó trở nên đáng sợ với các game thủ. Nó sẽ thường xuyên đi dạo khắp map và tàn sát mọi thứ nó gặp trên đường đi, gần như chẳng có kẻ thù nào có thể đe dọa được nó, trừ mấy ông game thủ lì lợm. Với bản tính như vậy, không có gì ngạc nhiên khi con vật này sẽ nổi điên khi nó bị tấn công và từ đó gây ra nhiều sát thương hơn, chiến đấu cũng khỏe hơn. Thậm chí là nếu Gigan nổi điên quá mức thì nó có thể ăn thịt cả người đang cưỡi nó. Tất nhiên đáng sợ thì đáng sợ, nhưng điều đó chỉ càng khiến Giganotosaurus trở thành một sinh vật đáng để thuần hóa nhất với cầu game thủ. Vậy thì Giganotosaurus trong game so với Giganotosaurus ngoài đời thực sẽ như thế nào? Ở trong video lần trước thì nhờ có một bản bình luận mà mình mới nhận ra là các nhà sản xuất đã khá thông minh khi để tránh sự so sánh giữa phiên bản trong game và ngoài đời của các sinh vật thì họ đã đặt ra các danh pháp giả tưởng cho các sinh vật trong game, ngụ ý rằng chúng là những sinh vật khác nhau. Chẳng hạn như Titanosaur trong game có danh pháp là Titanosaurus vagae castrum, còn Giganotosaurus là Giganotosaurus furiosa. Ở ngoài đời thì Giganotosaurus là một chi khủng long có thực, gồm một loài duy nhất là Giganotosaurus carolini, đưa ra theo tên của người đã khám phá hóa thạch. Furiosa của danh pháp trong game thì lại bắt nguồn từ tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là bạo lực hoặc cuồng nộ, ám chỉ rất rõ hành vi của con khủng long này. Cũng như Titanosaur, kích thước của Gigan trong game đã được các nhà làm game phóng đại khá nhiều so với thực tế. Trong thực tế thì một con Gigan có kích thước khá xem xem với T-Rex và chúng cùng nhau tranh ngôi vị khủng long theropod ăn thịt lớn nhất. Trong game, trong khi T-Rex lớn gấp đôi kích thước thực tế thì Gigan có thể lớn gấp 4 lần thực tế với chiều dài lên đến 45m. Gigan ở ngoài đời thì chỉ có thể dài khoảng 12-13m mà thôi, theo các ước tính hiện tại. Về mặt ngoại hình thì tạo hình của Gigan trong game trông cũng có vẻ hầm hố hơn với những phiên bản phục dựng khoa học của Giganotosaurus với một số gai ở trên đầu. Tuy nhiên tạo hình vẫn sát thực tế hơn so với tạo hình trong Jurassic World Dominion. Ngoài ra còn một điểm này, đó là hình như hộp sọ của Gigan trong game về mặt tỷ lệ có bề rộng lớn hơn hộp sọ của Gigan ngoài đời. Hộp sọ của Gigan ngoài đời trông dài và hẹp hơn, lực hàm thiên về cắn xé gây mất máu cho con mồi hơn là nhất kích gãy cổ. Gigan trong game thì về cách thức săn mồi có thể giống với T-Rex hơn khi chúng quá to lớn. Ngoài trừ Titanosaur thì ngay cả con mồi thường xuyên của nó là Brontosaurus cũng chỉ to ngang ngửa.
Trong thực tế thì thực đơn của Gigan có thể sẽ khắt khe hơn nhiều khi chúng chọn những con sauropod thuộc nhóm khủng long hộ pháp còn non hoặc các loài có kích thước trung bình, chẳng hạn như là Limasaurus. Giganotosaurus sống cách chúng ta khoảng 97 triệu năm trước và là một trong những loài theropod ăn thịt lớn nhất từng tồn tại, với kích thước có thể khiến nó cạnh tranh song phẳng với T-Rex cho ngôi vị khủng long ăn thịt lớn nhất thế giới. Vừa rồi là một vài thông tin thú vị về Giganotosaurus trong game Ark cũng như ngoài đời. Hy vọng video này đã giúp giải đáp thắc mắc của các bạn game thủ bấy lâu nay về Giganotosaurus. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi các video mới trong tương lai nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.